cực kỳ tuyệt vời luôn. Xin chào anh em. Hiện tại là bên em đã hoàn thiện xong một chiếc Camry 2.5 nâng cấp cho một chiếc màn hình Android Z 800 cộng. Thì hôm nay em xin phép review cho các bác nhé. Thì đây là cái màn hình này sau khi đã hoàn thiện các bác nhé, zin nhìn rất là zin luôn các bác nhé. Đấy, hoàn thiện luôn. Thì đây là màn hình này sau khi mà em đã nâng cấp, tất cả các phím này tăng giảm nhé đều đã rất là ok này, các bác có thể để ý này. Đấy, đầy đủ luôn các bác nhé. Một số anh em thì ấy thì đắp cái dòng này thì rất là quan tâm là cái dưỡng với cái phím zin như này. Thì đây là cái dưỡng kèm các cái phím này, tất cả các tính năng đều rất là ok. Thì đây là cái giao diện Z800 cộng các bác nhá. Màn hình liền 360. Thì đây là camera 360 này. Các bác có thể để ý này. Cái độ sắc nét của nó này rất là nét luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, 360 luôn. Z-Tech luôn. Đấy, căn bật Z-Tech. Đấy, đầy đủ tất cả tính năng, thông minh, giọng nói. Đây nha các bác, lúc thu hồi lúc các bác trở về các bác nhá. Đấy. Thì ở đây một số các dòng xe thì ở đây nó có cái viền này, nhưng mà dòng Camry thì các cái viền này ấy, nó lại bo vào phía bên trong, thì tất cả các phím nó lồi hết ra bên ngoài các bác này. Đấy, ngôi nhà nhá. Đấy, phím la vi giọng nói này, mute này, tắt âm này. Đấy. Đây đủ bên ngoài nhá. Đây là cái giao diện này, các bác phải tùy chỉnh giao diện nhá. Đấy, cực kỳ tuyệt vời luôn. Ở cái mục giao diện này các bác thì tùy chỉnh. Đấy, theo cái màu sắc phong thủy mà các bác thích. Đấy, ví dụ các bác chuyển sang màu màu vàng này, đấy, hoặc là màu đỏ này. Đấy, các bác chỉ cần bấm vào thôi. Lưu màu đỏ, lưu lại. Thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang màu đỏ các bác nhá. Rất là tuyệt vời và đẹp luôn. Ở đây nó hiển thị đầy đủ các tính năng mà cần thiết cho người lái xe, ví dụ như là lịch âm lịch dương. Đấy, ngày thứ ngày tháng. Đấy. À, có cả nhiệt độ đây này, nhiệt độ thời tiết này và bản đồ nhá. Thao tác thì Z-Tech nó rất là thông minh các bác nhá. Các bác cần bản đồ này, các bác bật phát là lập tức nó sẽ mở ra ba cái bản đồ Navitel, Google và Vietmap. Anh các bác bật Vietmap này. Đấy. Khi các bác di chuyển bật Vietmap luôn. Mở Vietmap cho các bác di chuyển này. Đấy, ví dụ về em có điều hướng này. Đấy, điều hướng này. Đấy, đây là bản đồ này, bản đồ Vietmap em một chính hãng này, có hỗ trợ cảnh báo khi di chuyển các bác nhá. Đấy, rất là tiện lợi cho các bác thoát bấm vào đây thôi. Ok. Nhất là còn giới thiệu qua là về cái dòng xe này là lắp hoàn toàn như là zin luôn. Đấy, một số các bác là lắp rất là lăn tăn. Đấy, thì hôm nay cablus.vn bên em review thực tế cho các bác là lắp đặt hoàn thiện nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay review thực tế cho các bác luôn. Đấy, và cái dòng sản phẩm Z800 cộng lên xe. Radio này, giọng nói cực kỳ thông minh nhé. Các bác chỉ cần bấm vào đây thôi. Ví dụ này. Mở video nhạc sàn. Đang mở nhạc sàn trên YouTube. Đấy, ngay lập tức tôi sẽ mở nhạc sàn cho các bác. Cực kỳ nhạy luôn. Đấy, em đang mở giỏ đây nào, có thể bật lại. Đấy. Mở lên. Mở video nhạc vũ trường. Đang mở nhạc vũ trường trên YouTube. Đấy. Mở nhạc vũ trường cho các bác nhé. Cực kỳ đơn giản nhé. Tất cả các phím vô lăng giọng nói này, các bác này tăng giảm này. Đấy. Đấy. Đấy, hết đầy đủ các bác nhé. Đấy. Không thiếu một thứ gì. Nút mute tắt âm này. Đấy. Tất cả các phím này, điều hòa này. Đấy, điều hòa này. Nhiệt độ này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái giao diện này chúng này. Phía bên trong các bác nhé. Đấy. Và quan trọng nhất là cái 360. Các bác thường cái dòng mà Z800 cộng ấy thì quan tâm 360. Thì đây là cái 360 của Z-Tech. Đây các bác nhá, cứ nhìn này. Các bác có thể bấm view 360 3D các bác nhá. Đây, các bác view này. Đấy. Bấm view này, góc rất rộng luôn các bác nhá. Này. Đấy. Góc rất là rộng luôn. Các bác đang nhìn rất là xa các bác nhá. Đấy. Đây là quay ban đêm nhá các bác nhá. Đấy, cho cái chất lượng ánh sáng nhạy sáng rất tốt. Đấy. Đây là chế độ 3D, đây là chế độ 2D đây. Chế độ 2D thì có thể bấm từng bên. Đấy. Trước sau hoặc là bấm bên này đều được hết. Đấy. Hiện tại đây là cái chế độ ghi hình của Z-Tech nhá. Các bác muốn xem cái chế độ ghi hình thì các bác bấm vào đấy giúp em. Có phần cài đặt video.
các bác có một danh sách video. Thì đây là những video mà đã lưu lại của Jetstick. Đấy, đây này, chất lượng các bác nhìn này. Đây là một mắt cam các bác nhá. Đấy. Đây. Gà sang này, các bác gà sang nhá. Đây gà sang này. Đấy, nhỏ xuống này. Đấy. Đầy đủ bốn mắt xung quanh xe các bác nhá. Trước này. Đấy, sau này và hai lề các bác nhá. Đấy. Các bác có thể để ý này. Nếu giả sử như các bác có va chạm ở phía hai bên bên hông thì camera ba hai bên hông đều có thể ghi lại được. Đấy, đầy đủ hết này. Đây là anh đứng ở phía sau xe này các bác này. Đấy. Camera 360 đầy đủ lưu giữ luôn. Đấy, tất cả các xe các mục. Ở đây nó có hiển thị cả tốc độ các bác nhá. Đấy, khi các bác di chuyển thì có tốc độ luôn. Nên là xảy ra va chạm ở tốc độ bao nhiêu thì anh em đều có thể ghi lại được hết các bác nhá. Đấy, đây là cái tính năng rất là hay của Jetstick. Chế độ ghi hình, đây có thể thời gian là 3 phút, 5 phút và 10 phút thì thực ra em lưu ý là các bác dùng cái chế độ 3 phút thôi nhá. Để sau này nếu các bác có cái va chạm thì lấy video cho nó dễ và ngắn các bác nhá. 5 phút thì nó hơi dài. Đấy, đầy đủ các video luôn. Ở cái phần mục mô hình cài đặt khác này, các bác dòng Jetstick nó rất là thông minh ở cái chỗ là các bác tự động chuyển đến 360 khi di chuyển này. Hoặc là các bác bật xung quanh xe khi các bác khởi động xe thì màn hình nó sẽ view 360 xung quanh xe một lần nhé, để giúp các bác quan sát tất cả những cái vị trí điểm mù xung quanh xe đấy, để xem là có cái vật cản gì không. Đôi khi là trẻ con, đôi khi mình ở những điểm mù mình không nhìn thấy. Thì đây là tính năng rất là hữu ích khi các bác di chuyển trên đường xe mà đôi khi mình vội quá lên xe mà quên view xung quanh xe các bác nhá. Đấy, ở đây có cái tính năng là tự động chuyển đến 360. Ví dụ như các bác đi cái mục này các bác thể cài đặt này. Đấy, dưới 10 hoặc dưới 20 các bác nhá. Đấy. Dưới 10 và dưới 20. Để các bác có thể cài đặt được là khi mà các bác dưới 10 thì là khi mà đi tốc độ dưới 10 thì động 360 sẽ mở. Đấy, phát hiện tín hiệu báo rẽ dưới 20 hoặc là cài đặt mở camera sau khi gạt sinh nhan. Ví dụ ở cái tốc độ này khi bác di chuyển này thì kiểu bác đi chuyển làn ấy thì khi bác chuyển làn ấy mặt sinh nhan ấy thì nó sẽ mở camera phía sau để các bác có thể quan sát được là cái xe phía sau. Đấy, các bác có thể là linh động và chuyển làn cho nó mở camera phía sau luôn. Đấy, đôi khi các bác nhìn gương khó thì các bác có thể là nhìn camera phía sau. Đấy, các bác rất rộng luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây cái mục thu nhỏ ấy, đôi khi các bác muốn là lúc nào nó cũng hiển thị 360 nhưng mà các bác vẫn muốn nhìn video thì các bác hiện ở cái mục thu nhỏ này các bác này. Đấy, đây là mục thu nhỏ các bác nhá. Đấy, các bác để ở đây. Ví dụ như bác di chuyển mà các bác thích thu nhỏ nó ở chỗ này. Đấy, các bác bấm hai cái thì lập tức nó sẽ mở to hoặc là thoát ra. Đấy, thoát đây. Còn mà các bác bật thì ở đây. Đấy. Tự động mở 360 nhá. Còn bình thường như này các bác sinh nhan này, tự động mở 360 này. Đấy, mở sinh nhan này. Đấy, mở sinh nhan này các bác nhá. Đấy. Còn đây là sinh nhan đôi này. Sinh nhan đôi này các bác có thể thấy rằng là tất cả các hai bên bánh này. Đấy, hai bên bánh nhá các bác nhá. Đấy, trước sau và hai bên bánh luôn. Nên khi các bác di chuyển thì nó rất là tiện ở cái chỗ điểm như này. Đấy, các mở sinh nhan đôi. Đấy. Các sinh nhan đôi thì nó sẽ hết các bác nhá. Đấy, trở về giao diện. Ở đây có cả lưu giữ tốc độ khi di chuyển các bác nhá. Đấy. Radio này. Cài đặt đầy đủ hết radio nha các bác nhé. Đây, cho to lên. Đấy, radio thì chất lượng rất là ok nhá các bác. Đây, tắt radio các bác bấm đây là tắt radio này. Đấy. Ở đây các bác mở video ở đây được luôn. Ok. Đấy. Đấy. Các bác muốn trở về như này. Các bác đang chạy ẩn như này chẳng hạn đấy, mà có người trong xe mà có cuộc gọi nhé, các bác có thể dừng ngay tập được ở đây. Đấy, dừng ngay ở đây nhé, thay vì tắt mute. Tắt mute thì là mình video vẫn phát nhưng mà tắt âm thôi, còn đây là mình dừng này. Đấy, khi các bác mở lại ngay tức là mở lại ngay. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể lưu ý chỗ này là một cái tính năng rất là hay. Ở phía trong thì các bác có cái mục display. Em cũng chia sẻ sâu về cái dòng Jetstick, đó là cái chất lượng âm thanh khi các bác nâng cấp cái dòng mà có DSP ấy, thì chất lượng âm thanh nó gần như là sẽ được cải thiện khá là đáng kể các bác nhé. Đấy, đây là cái dòng DSP mà của Jetstick này. Đấy, để hỗ trợ cho các bác căn chỉnh âm thanh cho nó chất lượng nó sẽ hay hơn. Có cả âm thanh vòm này. Đấy, phía trong này chỉnh bass chết đầy đủ hết cho các bác nhé. Đấy, lệch loa các thứ bass chết đầy đủ hết để cho các bác cho ra một cái chất âm thanh khá là hay. Đấy, một số dòng xe khi mà nâng cấp các dòng Jetstick từ Z 500 trở lên thì chất lượng âm thanh cải thiện rõ rệt các bác nhé.
tra cứu phạt nguội đầy đủ hết tất cả những tính năng đấy. Và quan trọng nhất là cái giao diện thì cực kỳ là đơn giản nhưng mà là tiện dụng các bác nhé, đầy đủ hết tất cả tính năng ở đây đấy. Ngay cả phone này các bác muốn gọi kết nối Bluetooth vào gọi ngay lập tức đấy, đều hiển thị tất toàn bộ trên màn hình luôn, tất cả những cái phần mềm mà nó tiện ích nhất thì là Zetech đã bố trí đầy đủ cho các bác để các bác di chuyển và sử dụng. Và nhất là cái phong thủy 12 màu sắc này các bác có thể tùy chỉnh làm sao mà các bác có thể ưng ý cái màu nào đấy, ví dụ như là tím mộng mơ, anh chủ là anh ấy thích màu tím mộng mơ đấy, thì để màu tím mộng mơ nha các bác đấy. Ở cái một camera hành trình này thì nó có một cái tính năng nữa đó là và cái độ sáng tối. Đây một số các bác cũng hỏi là đây tăng sáng này, chỗ đội tăng sáng này và giảm sáng ở đây các bác nhá. Đấy làm sao mà cho cái chất lượng ánh sáng khi các bác di chuyển vào buổi tối hay là vào ban ngày đấy, các bác có thể đặt cái căn chỉnh độ sáng tối ở đây các bác nhá. Đây một căn chỉnh độ sáng tối này đấy, để các bác có thể tham khảo. Một số bác thì đôi khi không biết là ô tại sao nó sáng quá hoặc là nó muốn giảm ánh sáng hoặc là tăng ánh sáng, thì các bác có thể theo dõi cái video này của em thì có cái thể sử dụng luôn đấy. Thì hôm nay cũng là cơ hội bên em đã hoàn thiện xong chiếc xe và để bán giao cho khách, thì em có cái video để review giới thiệu là tất tật cho cái dòng Camry 2.5 này thì đều là hoàn thiện và tất cả những cái phím khiển thứ là đều hoàn thiện là zin hết các bác nhé, lỗi hết trên màn hình như này đấy, đầy đủ hết tất cả tính năng, ngay cả nút mode này chuyển đấy chế độ này đấy, chuyển chế độ nhá, chuyển video này, chuyển radio từ chuyển video ấy, AUX này đấy là có thứ đầy đủ hết đấy. Navi nhá, giọng nói Navi này, giọng nói Navi này mở này, dẫn đường đến Hồ Tây đấy, đang chỉ đường đến Hồ Tây trên ứng dụng Google Maps đấy. Khi các bác dẫn đường đến Hồ Tây thì ngay lập tức sẽ dùng bản đồ Google Maps, còn nếu mà các bác dùng bằng Việt Maps thì các bác sẽ điều khiển như này đấy, bắt đầu đấy, ngay lập tức sẽ dẫn đường đến Việt Maps, à đến Hồ Tây nhá. Các bác muốn dẫn đường vào Việt Maps các bác chỉ bấm vào đây thôi, dẫn đường đến Hồ Tây bằng Việt Maps. Đi về hướng Tây, sau đó rẽ phải. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ dẫn đường các bác đi bằng Việt Maps nhé. Đấy, thì đây là về Việt Maps này. Đấy, Việt Maps thì nó có cảnh báo tốc độ. Đấy, bản đồ cũng rất là trực quan để hỗ trợ các bác di chuyển là bản đồ Việt Maps F1 chính hãng nhé. Đấy, để đủ hết cả tính năng, có hiển thị tốc độ đây, các bác đi quá tốc độ thì nó sẽ báo các bác nhé. Đấy, các bác thoát cái dẫn đường đi thì các bác bấm dưới này thoát giúp em đấy, đồng ý đấy. Còn một số tính năng các bác hỏi là chia đôi màn hình của cái màn hình Zetech nó như nào thì hôm nay em xin phép cũng chia sẻ các bác luôn đấy. Ví dụ như là các bác vừa muốn dẫn đường này đấy, các bác kéo nó sang bên này đấy, nó sẽ sang bên này. Các bác muốn xem video đấy, mở video YouTube bên này đấy, thì các bác vừa đây đấy, đầy đủ hết cho các bác đấy, để các bác có thể thấy là rất là đơn giản khi các bác chỉ qua nhé. Khi mà các bác muốn thoát cái chế độ chia đôi màn hình này, các bác chỉ bấm vào giữa này, ví dụ các bác muốn giữ lại YouTube video, các bác thoát gạt sang bên này đấy, thì ngay lập tức nó sẽ full màn hình xem video các bác nhé. Đấy, đây là cái tính năng rất là hay của dòng Zetech, đó là chip 8 nhân chạy đa nhiệm để các bác có thể chia đôi màn hình đấy. Và CPU của 2.0 nên là cái tốc độ xử lý của nó rất là nhanh và mượt các bác nhé. Đấy, đây các bác chỉ cần vuốt vuốt cái hàng này các bác có thể thấy luôn đấy. Ở đây là các mục phía trong của phần camera, giao diện vuốt rất là nhạy luôn các bác nhé. Đấy, trực quan. Ở đây các bác có thể lưu giữ được cả cái màu sắc xe, biển số xe đấy, rất là tiện luôn. Ví dụ như chọn biển số xe của anh ấy là 30H này và đời xe của anh là đời Camry đấy, thì các bác có thể cài đặt được màu sắc xe ở đây luôn, rất là tiện cho các bác có thể là di chuyển lưu giữ video cực kỳ tiện lợi. Thì trên đây là cái video của em review là lắp đặt hoàn thiện này đấy, anh chủ là vừa lắp màn hình này đấy và lắp cả led viền này đấy. Bên em cablus.vn là thi công toàn bộ những cái nội thất xe màn hình Android chính hãng đấy, bảo hành những sản phẩm chính hãng thì bảo hành 25-35 các bác nhé. Đấy, như màn hình của Zetech là bảo hành 2 năm chính hãng này, như cái dòng này, và 5 năm đối với cái dòng sản phẩm như là Z800 Pro cộng đấy, thì sẽ bảo hành 5 năm liền. Đấy, các bác có cái nhu cầu mà nâng cấp cái màn hình Android chính hãng hoặc là nhất là cái dòng Camry 2.5 này mà các bác có nhu cầu mà
đến những cái địa điểm mà uy tín và đã lắp đặt và có kinh nghiệm lắp đặt thì các bác thể ghé qua camrod.vn bên em. Đấy. Các bác ủng hộ em. Em chào các bác nhé. Chúc các bác một ngày vui vẻ.